2014 ở Vios đỏ. Thực ra mình thấy Polar Arctic 2014 rất là sang trọng và đẹp lắm. Ngoài ra kiểu dáng rất là phù hợp cho việc chạy trong thành phố, tiết kiệm nhiên liệu. Còn Vios màu đỏ thì nhìn rất trẻ trung và cá tính. Thực sự là hai lựa chọn rất khó khăn cho mình, nhưng mình phải bật bạc kỹ hơn bây giờ. Khi một vòng tham quan ô tô show thì mình cảm giác rất là ấn tượng với mẫu xe STBH của Toyota, bởi vì đây là một chiếc xe có thiết kế rất là ấn tượng với ngoại thất rất là dễ thương và thân thiện, và phần nội thất thì cảm giác đây là chiếc xe có thiết kế hoàn toàn khác biệt với thị trường. Một điều đặc biệt hơn nữa đó là mức tiêu thụ nguyên liệu của chiếc xe này nó còn thấp hơn cả xe máy. Mình nghĩ đây là một chiếc xe của tương lai.